mới nhất hiện tại bây giờ. Máy trộn của thương hiệu Minh Ngọc. Minh Ngọc thì đã đưa cái máy trộn này vào cái hộp số chứ không phải là cái dây phun loa thông thường nữa. Đặc biệt ở đây thì còn có tay quay chỉnh đổ ra được, gọi là đổ ra, đổ bữa ra rất là dễ dàng, cực kỳ dễ dàng. Một lát nữa là về đây đổ ra dễ dàng, anh em bạn quay nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng rồi. Mà cái này nhưng 45 độ là không bị làm vỡ đâu nha, không hề bị làm vỡ luôn. Cái này thì ở bên trong này là cái có mỡ đấy, có mỡ bền bỉ, mà cái này bằng thép chứ không phải tôn thông thường đâu, xe rùa bằng thép đấy. Các bạn thấy không, đổ ra nhẹ nhàng chưa đấy, nhẹ nhàng êm ái, tí một được. Nhưng nếu như mà các loại máy trộn mà dùng vô lăng gần đây bởi vì nó nặng, đổ thì vẫn đổ được nhưng mà mất luôn thì nhiều sức, quá nhiều sức để đổ. Mà cái máy này nó êm lắm, ồn ào như là cái máy kia. Cái máy truyền thống thì hiện tại là bằng cái vành răng, mà cái vành răng cọ sát với nhau thì tiếng kêu rất là ồn. Còn cái này là chơi bằng nhông, đáy bom, nhông một đáy bom, nó êm lắm.